Đó liền bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hoàn thành xong, Tom bê nguyên cái đầu quấn chằng chịt trở về nhà. Tới ngày hôm sau, ông ta háo hức chờ mong tháo băng gạc xuống, nhìn thấy nhóm tóc dài bồng bềnh xuất hiện trên đầu mình. Tom vui mừng đến nỗi hét lên: "Thần kỳ quá đi! Từ nay trở đi không còn là ông chú hói đầu nữa. Tóc tai dày dặn, có tiền, nhà, xe, người yêu đủ cả. Từ nay ông ta chính là kẻ chiến thắng." Tom cho người yêu xem mái tóc dày rậm của mình. Cô ta cũng kinh ngạc không nguôi. Sau một đêm, Tom cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, uống mấy ly nước liền cũng không hết khát. Bước tới trước gương, ông ta mới phát hiện mái tóc dài ngang vai hôm qua đã dài tới ngang lưng rồi. Điều này quả là không thể tin nổi. Tom không nghĩ ngợi nhiều, tới tiệm làm tóc cắt tỉa bớt, tiện thể khoe khoang một chút rằng mình đã là người có thể đi cắt tóc rồi. Thợ làm tóc cũng nể mặt mà khen ngợi cả nửa ngày. Hai người trò chuyện hồi lâu cũng không hề phát hiện ra có tiếng kêu thét gì rích từ trong sợi tóc phát ra. Hơn nữa những sợi tóc bị cắt đi không ngờ lại biến thành từng con côn trùng ngọ nguậy. Tiếp đó, Tom cảm thấy trên người mình càng ngày càng có nhiều chỗ không ổn. Không còn cách nào khác, đành phải từ chối cuộc hẹn với người yêu. Ngày hôm đó, ông ta cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Với lấy đèn pin, liền phát hiện trong họng mình lại có sợi tóc động đậy. Tom muốn thò tay vào vứt ra, lại không thấy sợi tóc đó đâu nữa. Ông ta còn tưởng mình không nghỉ ngơi đàng hoàng nên xuất hiện ảo giác. Lúc đang đọc sách, Tom bỗng hôn mê lịm đi. Ông ta không nhìn thấy được trên người mình mọc lên càng một nhiều sợi tóc. Lúc tỉnh lại, tóc vẫn không ngừng mọc ra, thậm chí còn lan tới mặt và miệng luôn. Tom nghĩ ngay tới việc lấy kéo cắt chúng đi. Lại nghe thấy một tiếng la hét. Ông ta cầm lấy kính lúc nhìn kỹ sợi tóc đó, phát hiện nó không ngừng cựa quậy, giống như con côn trùng vậy, còn cắn người. Lúc này Tom hoang mang, tức tối tìm tới công ty cấy tóc hỏi xem chuyện này là sao. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tom lại làm như không có gì. Thì ra, tất cả đều là âm mưu của đám người nọ. Họ không phải là người trái đất, mà là người ngoài hành tinh. Vì muốn tấn công trái đất, họ đã làm thí nghiệm. Não của con người là nơi duy nhất chúng có thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa phải là não của những người theo đuổi cái đẹp quá mức mới có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người ngoài hành tinh. Họ bèn mượn danh nghĩa cấy tóc để chiếm đoạt bộ não của con người. Lúc này Tom đã bị con côn trùng khống chế hoàn toàn, nên mơ màng nghe theo lời của y tá bên cạnh mà ngồi xuống sofa. Ông chủ ra lệnh lấy côn trùng ra. Đây không phải là nạn nhân đầu tiên nữa, càng ngày càng nhiều người tìm tới công ty cấy tóc. Âm mưu của người ngoài hành tinh vẫn chưa chấm dứt. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng mà thôi. Chỉ có điều là Tom cũng giống như rất nhiều người trẻ bây giờ, có thể không ngừng mong mỏi mái tóc, theo đuổi cái đẹp. Rõ ràng chỉ cần buông điện thoại xuống, ngủ một giấc thật ngon, không thức khuya, ăn nhiều rau xanh trái cây. Nếu còn không ổn nữa thì có thể đến khám bác sĩ mà. Bộ phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại sau. Đó liền bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hoàn thành xong, Tom bê nguyên cái đầu quấn chằng chịt trở về nhà. Tới ngày hôm sau, ông ta háo hức chờ mong tháo băng gạc xuống, nhìn thấy nhóm tóc dài bồng bềnh xuất hiện trên đầu mình. Tom vui mừng đến nỗi hét lên: "Thần kỳ quá đi! Từ nay trở đi không còn là ông chú hói đầu nữa. Tóc tai dày dặn, có tiền, nhà, xe, người yêu đủ cả. Từ nay ông ta chính là kẻ chiến thắng." Tom cho người yêu xem mái tóc dày rậm của mình. Cô ta cũng kinh ngạc không nguôi. Sau một đêm, Tom cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, uống mấy ly nước liền cũng không hết khát. Bước tới trước gương, ông ta mới phát hiện mái tóc dài ngang vai hôm qua đã dài tới ngang lưng rồi. Điều này quả là không thể tin nổi. Tom không nghĩ ngợi nhiều, tới tiệm làm tóc cắt tỉa bớt, tiện thể khoe khoang một chút rằng mình đã là người có thể đi cắt tóc rồi. Thợ làm tóc cũng nể mặt mà khen ngợi cả nửa ngày. Hai người trò chuyện hồi lâu cũng không hề phát hiện ra có tiếng kêu thét gì rích từ trong sợi tóc phát ra. Hơn nữa những sợi tóc bị cắt đi không ngờ lại biến thành từng con côn trùng ngọ nguậy. Tiếp đó, Tom cảm thấy trên người mình càng ngày càng có nhiều chỗ không ổn. Không còn cách nào khác, đành phải từ chối cuộc hẹn với người yêu. Ngày hôm đó, ông ta cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Với lấy đèn pin, liền phát hiện trong họng mình lại có sợi tóc động đậy. Tom muốn thò tay vào vứt ra, lại không thấy sợi tóc đó đâu nữa. Ông ta còn tưởng mình không nghỉ ngơi đàng hoàng nên xuất hiện ảo giác. Lúc đang đọc sách, Tom bỗng hôn mê lịm đi. Ông ta không nhìn thấy được trên người mình mọc lên càng một nhiều sợi tóc. Lúc tỉnh lại, tóc vẫn không ngừng mọc ra, thậm chí còn lan tới mặt và miệng luôn. Tom nghĩ ngay tới việc lấy kéo cắt chúng đi. Lại nghe thấy một tiếng la hét. Ông ta cầm lấy kính lúc nhìn kỹ sợi tóc đó, phát hiện nó không ngừng cựa quậy, giống như con côn trùng vậy, còn cắn người. Lúc này Tom hoang mang, tức tối tìm tới công ty cấy tóc hỏi xem chuyện này là sao. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tom lại làm như không có gì. Thì ra, tất cả đều là âm mưu của đám người nọ. Họ không phải là người trái đất, mà là người ngoài hành tinh. Vì muốn tấn công trái đất, họ đã làm thí nghiệm. Não của con người là nơi duy nhất chúng có thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa phải là não của những người theo đuổi cái đẹp quá mức mới có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người ngoài hành tinh. Họ bèn mượn danh nghĩa cấy tóc để chiếm đoạt bộ não của con người. Lúc này Tom đã bị con côn trùng khống chế hoàn toàn, nên mơ màng nghe theo lời của y tá bên cạnh mà ngồi xuống sofa. Ông chủ ra lệnh lấy côn trùng ra. Đây không phải là nạn nhân đầu tiên nữa, càng ngày càng nhiều người tìm tới công ty cấy tóc. Âm mưu của người ngoài hành tinh vẫn chưa chấm dứt.
Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng mà thôi. Chỉ có điều là Tom cũng giống như rất nhiều người trẻ bây giờ, có thể không ngừng mong mỏi mái tóc, theo đuổi cái đẹp, rõ ràng chỉ cần buông điện thoại xuống, ngủ một giấc thật ngon, không thức khuya, ăn nhiều rau xanh trái cây, nếu còn không ổn nữa thì có thể đến khám bác sĩ mà. Bộ phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại sau. Nó liền bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hoàn thành xong, Tom bê nguyên cái đầu quấn chằng chịt trở về nhà. Tới ngày hôm sau, ông ta háo hức chờ mong tháo băng gạc xuống, nhìn thấy nhóm tóc dài bồng bềnh xuất hiện trên đầu mình. Tom vui mừng đến nỗi hét lên: "Thần kỳ quá đi! Từ nay trở đi không còn là ông chú hói đầu nữa. Tóc tai dày dặn, có tiền nhà, xe, người yêu đủ cả. Từ nay ông ta chính là kẻ chiến thắng." Tom cho người yêu xem mái tóc dày rậm của mình. Cô ta cũng kinh ngạc không nguôi. Sau một đêm, Tom cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, uống mấy ly nước liền cũng không hết khát. Bước tới trước gương, ông ta mới phát hiện mái tóc dài ngang vai hôm qua đã dài tới ngang lưng rồi. Điều này quả là không thể tin nổi. Tom không nghĩ ngợi nhiều, tới tiệm làm tóc cắt tỉa bớt, tiện thể khoe khoang một chút rằng mình đã là người có thể đi cắt tóc rồi. Thợ làm tóc cũng nể mặt mà khen ngợi cả nửa ngày. Hai người trò chuyện hồi lâu cũng không hề phát hiện ra có tiếng kêu thét gì rích từ trong sợi tóc phát ra. Hơn nữa những sợi tóc bị cắt đi không ngờ lại biến thành từng con côn trùng ngọ nguậy. Tiếp đó, Tom cảm thấy trên người mình càng ngày càng có nhiều chỗ không ổn. Không còn cách nào khác, đành phải từ chối cuộc hẹn với người yêu. Ngày hôm đó, ông ta cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Với lấy đèn pin, liền phát hiện trong họng mình lại có sợi tóc động đậy. Tom muốn thò tay vào bứt ra, lại không thấy sợi tóc đó đâu nữa. Ông ta còn tưởng mình không nghỉ ngơi đàng hoàng nên xuất hiện ảo giác. Lúc đang đọc sách, Tom bỗng hôn mê lịm đi. Ông ta không nhìn thấy được trên người mình mọc lên càng một nhiều sợi tóc. Lúc tỉnh lại, tóc vẫn không ngừng mọc ra, thậm chí còn lan tới mặt và miệng luôn. Tom nghĩ ngay tới việc lấy kéo cắt chúng đi, lại nghe thấy một tiếng la hét. Ông ta cầm lấy kính lúc nhìn kỹ sợi tóc đó, phát hiện nó không ngừng cựa quậy, giống như con côn trùng vậy, còn cắn người. Lúc này Tom hoang mang, tức tối tìm tới công ty cấy tóc hỏi xem chuyện này là sao. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tom lại làm như không có gì. Thì ra tất cả đều là âm mưu của đám người nọ. Họ không phải là người trái đất mà là người ngoài hành tinh. Vì muốn tấn công trái đất, họ đã làm thí nghiệm. Não của con người là nơi duy nhất chúng có thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa phải là não của những người theo đuổi cái đẹp quá mức mới có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người ngoài hành tinh. Họ bèn mượn danh nghĩa cấy tóc để chiếm đoạt bộ não của con người. Lúc này Tom đã bị con côn trùng khống chế hoàn toàn, nên mơ màng nghe theo lời của y tá bên cạnh mà ngồi xuống sofa. Ông chủ ra lệnh lấy côn trùng ra. Đây không phải là nạn nhân đầu tiên nữa, càng ngày càng nhiều người tìm tới công ty cấy tóc. Âm mưu của người ngoài hành tinh vẫn chưa chấm dứt. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng mà thôi. Chỉ có điều là Tom cũng giống như rất nhiều người trẻ bây giờ, có thể không ngừng mong mỏi mái tóc, theo đuổi cái đẹp, rõ ràng chỉ cần buông điện thoại xuống, ngủ một giấc thật ngon, không thức khuya, ăn nhiều rau xanh trái cây, nếu còn không ổn nữa thì có thể đến khám bác sĩ mà. Bộ phim đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại sau. Nó liền bắt đầu cuộc phẫu thuật. Hoàn thành xong, Tom bê nguyên cái đầu quấn chằng chịt trở về nhà. Tới ngày hôm sau, ông ta háo hức chờ mong tháo băng gạc xuống, nhìn thấy nhóm tóc dài bồng bềnh xuất hiện trên đầu mình. Tom vui mừng đến nỗi hét lên: "Thần kỳ quá đi! Từ nay trở đi không còn là ông chú hói đầu nữa. Tóc tai dày dặn, có tiền nhà, xe, người yêu đủ cả. Từ nay ông ta chính là kẻ chiến thắng." Tom cho người yêu xem mái tóc dày rậm của mình. Cô ta cũng kinh ngạc không nguôi. Sau một đêm, Tom cảm thấy cổ họng cực kỳ khô khốc, uống mấy ly nước liền cũng không hết khát. Bước tới trước gương, ông ta mới phát hiện mái tóc dài ngang vai hôm qua đã dài tới ngang lưng rồi. Điều này quả là không thể tin nổi. Tom không nghĩ ngợi nhiều, tới tiệm làm tóc cắt tỉa bớt, tiện thể khoe khoang một chút rằng mình đã là người có thể đi cắt tóc rồi. Thợ làm tóc cũng nể mặt mà khen ngợi cả nửa ngày. Hai người trò chuyện hồi lâu cũng không hề phát hiện ra có tiếng kêu thét gì rích từ trong sợi tóc phát ra. Hơn nữa những sợi tóc bị cắt đi không ngờ lại biến thành từng con côn trùng ngọ nguậy. Tiếp đó, Tom cảm thấy trên người mình càng ngày càng có nhiều chỗ không ổn. Không còn cách nào khác, đành phải từ chối cuộc hẹn với người yêu. Ngày hôm đó, ông ta cảm thấy có thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Với lấy đèn pin, liền phát hiện trong họng mình lại có sợi tóc động đậy. Tom muốn thò tay vào bứt ra, lại không thấy sợi tóc đó đâu nữa. Ông ta còn tưởng mình không nghỉ ngơi đàng hoàng nên xuất hiện ảo giác. Lúc đang đọc sách, Tom bỗng hôn mê lịm đi. Ông ta không nhìn thấy được trên người mình mọc lên càng một nhiều sợi tóc. Lúc tỉnh lại, tóc vẫn không ngừng mọc ra, thậm chí còn lan tới mặt và miệng luôn. Tom nghĩ ngay tới việc lấy kéo cắt chúng đi, lại nghe thấy một tiếng la hét. Ông ta cầm lấy kính lúc nhìn kỹ sợi tóc đó, phát hiện nó không ngừng cựa quậy, giống như con côn trùng vậy, còn cắn người. Lúc này Tom hoang mang, tức tối tìm tới công ty cấy tóc hỏi xem chuyện này là sao. Ông chủ nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của Tom lại làm như không có gì. Thì ra tất cả đều là âm mưu của đám người nọ. Họ không phải là người trái đất mà là người ngoài hành tinh. Vì muốn tấn công trái đất, họ đã làm thí nghiệm. Não của con người là nơi duy nhất chúng có thể sinh sôi nảy nở. Hơn nữa phải là não của những người theo đuổi cái đẹp quá mức mới có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho người ngoài hành tinh. Họ bèn mượn danh nghĩa cấy tóc để chiếm đoạt bộ não của con người. Lúc này Tom đã bị con côn trùng khống chế hoàn toàn, nên mơ màng nghe theo lời của y tá bên cạnh mà ngồi xuống sofa. Ông chủ ra lệnh lấy côn trùng ra. Đây không phải là nạn nhân đầu tiên nữa,
càng ngày càng nhiều người tìm tới công ty cấy tóc. Âm mưu của người ngoài hành tinh vẫn chưa chấm dứt. Tất nhiên đây chỉ là một câu chuyện viễn tưởng mà thôi. Chỉ có điều là Tom cũng giống như rất nhiều người trẻ bây giờ, có thể không ngừng mong mỏi mái tóc, theo đuổi cái đẹp. Rõ ràng chỉ cần buông điện thoại xuống, ngủ một giấc thật ngon, không thức khuya, ăn nhiều rau xanh trái cây. Nếu còn không ổn nữa thì có thể đến khám bác sĩ mà. Bộ phim đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại sau.